Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp cận với cái tính chất này thông qua một số ví dụ minh họa như sau. Ví dụ đầu tiên, hỗn hợp A gồm có sắt và magie, sắt và kim loại M có hóa trị không đổi, cho 2,4 gam A và trong dung dịch axit sulfuric loãng có dư thì thu được 0,448 lít khí này. Mặt khác hòa tan hết 4,8 gam A ở trong axit sulfuric đặc nắm thì thu được 2,24 lít SO2 là sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định M và phần trăm khối lượng của các kim loại ở trong A. Được chưa? Thì đây nó là một cái bài toán nó khá là hay đối với cái bài này. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái bài toán này như thế nào? Được chưa? Chúng ta thử tóm tắt đề bài các em nhé. Ở cái bài toán này thì chúng ta sẽ gặp phải các cái bài các cái điểm chốt như sau này. Điểm chốt thứ nhất mà chúng ta có thể gặp phải đó chính là cái việc kim loại M này. Thì nếu kim loại M thầy giả sử nó là của magie thì phản ứng với axit loãng nó cũng phản ứng và phản ứng với axit đặc nó cũng phản ứng, đúng không ạ? Nhưng nếu mà kim loại M nó là một trường hợp là đồng, đúng không? Thì ngay lập tức cái trường hợp này chúng ta có thể sai ngay. Do vậy ở đây chúng ta giúp thầy Duy là có hai trường hợp các em nhé, hai trường hợp. Trường hợp một. M nó tan được trong axit sulfuric loãng, được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có quá trình này. Thì với các bài toán này là bài toán mà có trường hợp thì chúng ta đừng nghĩ đến cách viết phương trình hóa học đầu tiên, mà chúng ta nên nghĩ đến cái cách viết theo bản chất, đó là cái sự thay đổi số oxy hóa. Thì ở đây chúng ta sẽ có nhá là M từ 0 này thành M dương N cộng NE, sắt từ 0 và chúng ta có quá trình ở đây là H cộng. H2 như thế này, được chưa? Được chưa? Đấy. Trường hợp thứ hai là bây giờ chúng ta cho phản ứng với axit sulfuric đặc nắm thì M của chúng ta vẫn từ 0 thành M dương N. Ở đây là chúng ta thấy là M nó không thay đổi về hóa trị thì cái trạng thái số sinh hóa nó cũng không có thay đổi nhá. Và chúng ta có sắt ở đây trở thành sắt 3. Được chưa? Và quá trình ở đây sẽ là lưu huỳnh từ lưu huỳnh dương 6 cộng 2E để trở thành lưu huỳnh dương 4 ở trong là SO2. Được chưa nhỉ? Để lưu ý giúp nhá. Nào, bây giờ đến số mol nào. Số mol của hiđro ở đây 0,448 chia 22,4 là 0,02 mol. Được chưa? Số mol của SO2. À, ở đây lại có một cái dữ kiện rất là hay. Đó là cái lượng kim loại ở hai thí nghiệm này nó khác nhau, nó không phải cùng là 2,4 mà nó là một cái là 2,4, một cái là 4,8. Vậy là gấp đôi lên, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta nên quy nó về một mối thôi. Đó là thầy Duy hay quy nó về cái dạng nhỏ hơn. Đó là 2,4. Như vậy thay vì là 4,8 gam A ra 2,24 lít thì bây giờ 2,4 gam A sẽ ra một nửa là 1,12 lít. Nó sẽ là 0,05 mol. Được chưa nhỉ? Và chúng ta tính các chất này thôi. Nếu đây là 0,2 thì đây sẽ là 0,04 này. Đây là 0,1, được chưa? Được chưa? Rồi chúng ta sẽ tính tiếp nhé. Gọi số mol ở đây là x mol. Đây là y mol. Thì bên trên này là nx. Đây là 2y. Đây là x và đây là y. Thì đây sẽ là 3y. Đây sẽ là nx, được chưa nhỉ? Được chưa? Thì chúng ta sẽ có hệ các phương trình như sau. Thứ nhất này, bảo toán E. Nx cộng với 2y bằng 0,04. Nx cộng với 3y bằng 0,1. Đúng không ạ?
Đây là bảo toàn E nhá. Và phương trình nữa liên quan đến khối lượng nào? MX cộng với 56Y sẽ bằng 2,4. Được chưa nhỉ? Từ hai cái trên chúng ta có thể tính được ra Y luôn, đúng không nhỉ? Y của chúng ta sẽ bằng 0,06. Được chưa? Và chúng ta tính được ra NX luôn. Như vậy chúng ta có thể ra được NX ở đây nó bằng bao nhiêu các em nhỉ? À, 0,1 trừ đi 0,06 nhân 3. À, âm 0,08. Đến đây rồi thì chúng ta suy ra luôn là loại luôn trường hợp này. Bởi vì N của chúng ta là dương và X của chúng ta cũng là dương, mà ở chỗ này của chúng ta lại là âm, như vậy là sai rồi, đúng không ạ? Vậy thì suy ra cái bài toán của chúng ta sẽ sang cái trường hợp số 2. Đó là M nó không tan ở trong H2SO4 loãng. M không tan ở trong H2SO4 loãng rồi xin nhỉ? Đấy, và chúng ta có này. M không tan, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bỏ cái trường hợp của M đi và chúng ta sẽ thay là trường hợp của sắt. Sắt từ 0 thành sắt dương 2 cộng 2E. Và chúng ta vẫn giữ nguyên cái quá trình là nhường electron là như thế này, và nhận electron là của chúng ta là 2H cộng trở thành H2. Và quá trình tiếp theo là vẫn như thế này, đúng không ạ? Quá trình tiếp theo vẫn như thế này. Được chưa? Và chúng ta sẽ có như thế nào đây? Sắt của chúng ta bây giờ nó sẽ là vẫn là Y mon, đúng không? Y mon. Đây sẽ là 2Y. Đây nó sẽ là 0,02. 0,02 và đây là 0,04, đúng nhỉ? Và từ đây chúng ta có thể suy ra này, hệ phương trình này. Thứ nhất là chúng ta có 2Y bằng 0,04. Phương trình thứ hai là chúng ta có NX cộng với 3Y bằng 0,1. Phương trình thứ ba là M nhân với X cộng với 56 nhân với Y bằng 2,4. Và chúng ta giải ra sẽ ra được Y bằng 0,02 này. NX của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ? Không phải 0,04 đúng không ạ? 0,1 trừ đi 0,06 là 0,04. Và chúng ta có MX của chúng ta ở đây sẽ bằng bao nhiêu? 2,4 mà chúng ta trừ đi 56 nhân 0,02. Nó sẽ bằng 1,28. Từ đây rõ ràng chúng ta ra được M trên X luôn, M trên N ạ. Lấy cái dưới chia cái trên theo đúng cái về đối vế sẽ bằng là 1,28 chia cho 0,04 á, bằng 32. Hay suy ra M của chúng ta sẽ bằng 32N. Vậy suy ra M là gì? M là đồng, được chưa? M là đồng. Đấy. Vậy thì chúng ta đã xác định được kim loại rồi, thì bây giờ cái phần trăm khối lượng kim loại cũng rất là dễ thôi, đúng không? Ở đây chúng ta có là số mol của sắt là 0,02. Khối lượng của sắt của chúng ta có, đúng không nhỉ? 0,02 các em nhân với 56 bằng 1,28, đúng không? À không phải, 1,12. Và suy ra luôn cái phần trăm của sắt ở trong hỗn hợp A bằng 1,12 các bạn chia cho 2,4 nhân 100% bằng 46,67%. Và suy ra cái phần trăm của sắt của đồng ở trong A nó sẽ bằng 100% trừ đi phần trăm của sắt, nó sẽ bằng 53,33%. Được chưa nhờ? Thì với cái bài toán này thì nó khá là dài, và chúng ta để đảm bảo là cái bài toán này giải đúng thì chúng ta cần phải chú ý giúp thầy một số điểm. Đó là cái việc
chúng ta phải chia được trường hợp này ra. Thì chúng ta nhớ này, khi mà bài toán cho hai cái phản ứng mà cái ẩn số ở đây là kim loại, thì nhớ ở trong cái trường hợp axit loãng nhá, thì cái kim loại nó cần phải có cái điều kiện thì nó phải có phản ứng, mà một trong các điều kiện đó là đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hóa học. Được chưa nhỉ? Vậy thì với cái bài toán này thì chúng ta làm như thế này, rõ chưa? Đấy, và chúng ta chia hai trường hợp, thứ nhất là M là kim loại tan trong axit loãng, và thứ hai là M không tan trong axit loãng thì làm như thế nào? Được chưa nhỉ? Một lần nữa thầy lại nhắc lại nhá, đó là trong các bài toán hỗn hợp thì chúng ta cố gắng là thoát ra khỏi cái vấn đề là cứ bài toán là chúng ta lại viết phương trình hóa học ra. Bởi vì đôi khi viết phương trình hóa học thì nó sẽ làm cho cái bài toán của chúng ta trở nên rất là khó khăn. Được chưa nhỉ? Mà nó rất là dài nữa. Do vậy, thay vì viết phương trình hóa học, chúng ta hãy thể hiện cái tư duy của chúng ta thông qua cái việc là chúng ta đưa ra cái bản chất của bài toán. Và nếu làm được như vậy thì cái bài toán của ta phải nói là giải quyết rất là nhanh chóng các em nhé. Rồi, chúng ta kết thúc ví dụ số 1 ở đây và chúng ta chuyển tiếp sang ví dụ số 2.